Lần 3. Lần 3, yêu cầu cao hơn một chút, các bạn sẽ hít sâu 30 nhịp chữ. Và lần này các bạn thả lỏng tư duy, có nghĩa là các bạn để cái đầu của các bạn trống không, chìm sâu vào nhịp hít thở. Chuẩn bị 30 lần 2 nhịp. Lên hít sâu, thẳng lưng, vươn ngực, hóp bụng, nhắm mắt lại các bạn. Hít. Giữ. Mở mắt, ok. Rồi chúng ta nghiêng vào bên trái. Excellent. Nhớ cái đùi phải ép sát sàn luôn ha, để mình đi vào cái phần eo lườn. Hút một người. Thở ra, chống người lại. Thở ra từ từ, thở. Ép giữ. Lên, hít sâu, thở ra. Rồi các bạn duỗi chân trái ra, duỗi chân phải ra, lấy cái chân trái ra ngoặt lên, tay chống ra sau, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, thở ra, nhấn lùi, đẩy cái thân gập hơn, đẩy mũi chân trái, 1, 2 nhấc lên và lưng các bạn, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mới thở ra. Các bạn nhìn các bạn nhé. Rồi các bạn xem lại nhé. Bây giờ phần bên phải nhìn nha. Chân phải gác vào chân trái. Tay bên trái chậm ra đây. Rồi xoay vào phía sau. Để 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 thôi. Giữ cái chân phải ra và gập lưng về phía dưới chân bên phải, 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hồi hết sâu thở ra, bẻ duỗi hai mũi chân, bẻ duỗi, bẻ duỗi, bẻ duỗi, bẻ duỗi, hết sâu thở ra, hết sâu thở ra. Chân bạn đứng lên, giật thẳng vào bụng, xoay tròn hông, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 4, 2, 3, hồi hết sâu thở ra, gập cổ, 1, 2, thở, hít, thở, hít, đều, thở, hít, thở, hít, thở, hít, thở, hít, xoay, 2, 2, 3, ngược lại, 3, 2, 3, 4, 4, 2, 3, hơi lên hít sâu vươn người lên, gập xuống thở ra, lên hít sâu thở ra, lần ba hít sâu, các bạn lùi chân phải ra hít sâu, thông người xuống thở ra, lên hít vươn người chỗ trước, bắt chân thở ra, lên hít sâu vươn người mắt nhìn ra tay. Chân trái lùi ra sau, phải cái gối xuống, thở ra, lên hít sâu với người đổ qua và thở ra, hít sâu thở ra, hết chưa các bạn? Bài tập chung hết. Các bạn tập tốt lắm, cảm ơn cô sẽ đi xin cô thứ hai con.